Xin chào cả nhà, hôm nay cũng là 20 âm lịch rồi, chỉ còn vài ngày nữa chúng ta đón Tết rồi. Long xin báo giá một số mẫu xe đang có sẵn tại Thế Giới Đức và chúng ta vẫn có thể qua xem và sở hữu được ngay nhé. Một chiếc Bentley Bentayga, xe mới 100%, biến thể Azure và sản xuất là 2023, mới nhất tại Việt Nam luôn. Một chiếc Mini Cooper chúng ta có ở đây, sản xuất 2019. Phiên bản Mission Convertible bản John Cooper và có tầm tiền là khoảng hơn 1,8 tỷ. Xe rất mới, lăn bánh có hơn 16.000 km thôi. Chiếc Panamera trắng này sản xuất 2021 và Long cũng đã nhận cọc của một khách hàng rồi. Và chiều nay Long sẽ giao chiếc xe này. Bên cạnh chiếc Panamera thì Long còn một chiếc Porsche Macan sản xuất 2020, màu xanh và nội thất là màu đen. Chiếc này đang có cái mức giá hết sức hợp lý để cho anh em tham khảo. Chiếc này vào khoảng 2,7 tỷ, trả ra tên lăn bánh cho anh em toàn quốc luôn. Và xe cực kỳ mới, mới lăn bánh có hơn 20.000 km. Một chiếc Porsche Macan màu trắng mới về hôm qua. Chiếc này lăn bánh 6.000 km và sản xuất 2022. Mang ngoại thất màu trắng và nội thất là màu ghi. Tầm tiền để sở hữu ngay chiếc Porsche Macan chạy xăng máy 2.0 này là hơn 3,5 tỷ anh em nhé. Xe mới gần như là all new luôn. Panamera nó vẫn còn một chiếc bản Executive bản dài sản xuất 2018. Hồ sơ cầm tay, anh em có thể nghiên cứu chiếc xe này. Long đang deal mức giá hết sức hợp lý, thì tầm khoảng 4,6 tỷ là chúng ta có thể lăn bánh được rồi. Xe màu crayon, nội thất màu nâu với option và build đồ rất là cao, khoảng hơn 1 tỷ đồng. Xe lăn bánh 32.000 km. Một số mẫu xe vừa tầm tiền ở trên này. Chúng ta có một chiếc GLE bản AMG, GLE Coupe, GLE 53 Coupe anh em nhé. Chiếc này mang ngoại thất màu xanh ngọc lục bảo và nội thất là màu đen pha với lại màu kem. Chiếc này lăn bánh hơn 7.000 km và có tầm tiền vào khoảng hơn 4,9 tỷ. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc, hiệu suất cao. Mẫu Mini Cooper dòng SUV, Long còn một chiếc bản Countryman sản xuất 2020. Chiếc này đang có tầm tiền khoảng loanh quanh 1,8 tỷ anh em nhé. Rất đẹp, màu bạc trắng, mới lăn bánh 18.000 km thôi. GLC 300 Coupe. Mẫu GLC 300 Coupe Long còn một chiếc màu đỏ sản xuất 2021 bản V1. Tầm tiền nó sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 2,4 tỷ cho chiếc xe GLC 300 Coupe này. Rất là đẹp luôn. Mẫu GLC 300 Long đang về thêm một chiếc màu đen nội thất nâu sản xuất 2022 cả nhà nhé. Và sẽ có tầm tiền khoảng loanh quanh 2,1 tỷ đổ về. Mini Cooper mui trần. Một trong những bộ sưu tập Mini Cooper tại Thế Giới Đức. Chiếc này sản xuất 2021 và đây là bản 1.5. Chiếc này Long đang có cái mức giá vào khoảng loanh quanh 1,9 tỷ. Tất cả những cái mẫu xe thì đều đảm bảo cho anh em xem nguyên bản, không đâm đụng va chạm gầm nước nhé. Km zin, anh em quan tâm đến mẫu xe nào inbox cho Long. Đấy, anh em rất nhiều.